Sáng nay, Ban Dân vận Thành ủy tổ chức lớp tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ công tác dân vận cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận tại các quận huyện, xã phường. Trong thời gian 3 ngày, cán bộ làm công tác dân vận tại các địa phương được trao đổi, truyền đạt các nội dung về kỹ năng, nghiệp vụ thực hiện công tác dân vận. Trong đó tập trung các chuyên đề như trách nhiệm lãnh đạo và thực hiện công tác dân vận, chức năng nhiệm vụ của Ban Dân vận quận huyện và khối dân vận xã phường, về công tác dân vận của đảng trong tình hình mới, về công tác dân vận của chính quyền cơ sở, một số kỹ năng cần thiết của cán bộ làm công tác dân vận và một số tình huống từ thực tiễn về việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.